bạn đang học thì đâu hả? mình đang học mình thích nhất cơ. Nghĩ đâu rồi thì đọc thì mới cuối kỳ một. Con lát đâu rồi? Vào đây. Anh cho em quay cho. Quá chuẩn. Bao nhiêu con mắt thật rất nhiều. Đó lần đầu tiên đấy. Đây là một chương trình biểu diễn nghệ thuật với quá liều. Tóc bịt mắt, xin mời quý vị và các bạn cùng đứng lại 5 phút để tham gia chiêm ngưỡng. Các bạn gắng thép Thái Nguyên đấy anh ạ. Ngọc ơi. Không đâu. Càng ngày càng đông, quay rất nhiều. Lên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ là đường rất chật kín rồi. Được khán giả bây giờ phải là đến hàng theo con số là hàng nghìn. Bịt mắt cắt tóc, không phải cắt tóc bịt mắt. Rất đông. Máy em có quay được không? Đấy, 1 2 0 0 quay. Quay cẩn thận thế nào? Quay không? Đây là cho em chút vào để quay cái em có nhìn thấy mình tóc rơi không? Ok chưa? Có bị lỗi không? Quá đẹp luôn anh ạ. Các em phải lúc nhắm mắt cũng như mở mắt phải cắt được như thế, nghe chưa? Đường anh đang hồi hồn và mái tóc nhá. Mái tóc đang dần được hoàn chỉnh. Hai mẹ con đều xỉa. Đó, bình thường. Hai mẹ con đều xỉa. Bởi vì là đúng là đầu tiên, nó bình thường không có gì cả. Đấy là cái thói quen của tôi hàng ngày đó. Trong khi đó cái cảm nhận của tôi lấy đó. Tôi nghe tóc nói, nghe tóc thở, nghe tóc nói chuyện. Mình cũng bình thường, mình làm cái gì cả. Vâng, xe máy giờ là không đi được. Bỗng đầu đi qua. Không cho như mình pin được. Nói chung là mở mắt thì chả ai thật, nhưng mà tôi sẽ làm cho một cái quả đầu này nó một cái đầu cắt tóc bình thường, nó cũng không đẹp bằng cũng tôi mở mắt đâu thật, thế nhưng mà nhìn nó cũng hoàn hảo luôn. 3 ngày không dám về nhà. Thì các cậu bắt lúc tôi nhìn cái vết thì nó hơi khó luôn. Hình như tôi sờ đến tai của cậu sao? Sờ đến phần tai của cậu. Chắc. Cảm giác. Vâng, rất nhiều máy quay camera đang quay đang im xíu đầu trường. Còn iPhone và báo hát cơ. Báo này chuẩn đấy. Đây các tác phẩm ở đó là người trưởng đang quay. Thầy quay đúng không? Cho thầy quay. Quay từ nãy giờ. Quay từ nãy giờ dần đấy. Thế này tối nay đáng góp mỗi anh em 50 rồi còn gì nữa. Live show. Có
thấy cái lỗi nào chưa nhỉ? Chưa. Rất đẹp. Nhiều rồi à? Rất đẹp. Đấy đó chắc. Có tông đâu không? Có. Bây giờ để nó minh chứng đúng với thực tế để mát con này không? Anh sẽ cắt. Cắm tông đơ em ơi. Cắm tông đơ đi. Cắm. Không, đây là của đầu khác. Đầu này không cắt tông đơ được. Thử ra. Em đừng sau cười. Anh sẽ cắt cạo đường nét như tông đơ. Nó không được như là mở mắt đâu, nhưng mà nó phải được cầm nó tóc. Cắm mắt cắt tông đơ thì chuẩn. Ai muốn nổi tiếng thì đứng sau anh kia. Nhanh nào, chuẩn bị tung lên mạng nào. Bây giờ lên mạng. Quay hết khán giả. Ai cho lên mạng luôn. Đấy, tỉa về chuẩn luôn. Quá chuẩn luôn. Ai nghĩ là anh đang nhắm mắt nhỉ? Không ai nghĩ. Dẻo chưa? Đâu. Nào kéo chuẩn. Gần đến tai rồi. Không bao giờ. Khi mà hồi của mái tóc đang đã đâu, cười hai như võ anh xem nào. Các bạn đang xem nhà tạo mẫu tóc David Kiên thể hiện màn trình diễn bịt mắt cắt tóc.